Chào mừng các bạn đã quay trở lại với TPS và mình là Tony Phùng đây. Đây, trên bàn mình đang là bộ đôi Galaxy Z Fold 4 mới chuyển sang dùng của mình và Galaxy Z Flip 4. Cái này thì đang đợi vợ mình lên lại Sài Gòn và sử dụng. Thì mình sau khi lắp sim sang con Galaxy Z Fold 4 này và sử dụng nó như một chiếc máy chính, và mình cũng có trải nghiệm song song cùng với Galaxy Z Flip 4 ạ, thì mình nhận ra một điều, đấy là Samsung đã dẫn đầu trong cái thế giới smartphone gập này quá nhiều. Và những cái trải nghiệm mà Samsung mang đến cho người dùng thì thật sự luôn là nó khiến cho người dùng có những thứ quá mới mẻ, những thứ gì đấy nó quá khác lạ. Và trong video ngày hôm nay á, mình muốn nói một cách kỹ hơn nhiều nữa về những cái tổng hợp, về những cái thay đổi và về những cái mới mẻ mà Galaxy Z Fold 4 cũng như Galaxy Z Flip 4 sẽ mang đến cho người dùng. Thế thì không để các bạn đợi nữa, bắt đầu video ngay sau intro nhé. Cái điều đầu tiên đó là chào sân năm nay thì Samsung giới thiệu rất nhiều những phiên bản màu sắc khác nhau. Ví dụ như với Galaxy Z Fold 4 này, chúng ta có cái màu đen Phantom, chúng ta có màu kem Metallic. Đấy là cái màu mà hôm trước lúc mà trên tay ở cái buổi trước hôm sự kiện ra mắt á, là mình có chia sẻ đến cho các bạn rồi đấy, rất đẹp luôn. Và cái màu xanh Titan thì là cái màu mình đang có trên tay này. Còn với Galaxy Z Flip 4, chúng ta sẽ có nhiều màu sắc trendy và nó hợp với các bạn trẻ hơn. Ví dụ như là màu xám Graphite này, màu xanh Lovebird này, màu hồng sâm panh hay là màu tím Bora. Thế nên với rất nhiều màu sắc khác nhau như thế, các bạn có thể tùy chọn để mà chúng ta lựa chọn những cái màu sắc cho nó phù hợp, cho nó cá tính, cho nó thú vị. Cá nhân mình thì đây, xanh Graphite khác biệt, đẹp đẹp các thứ. Nó không đến nỗi là màu đen, mình không thích màu đen cho lắm. Và nó cũng không đến mức độ kiểu quá nữ tính giống như cái màu kem Metallic. Các bạn thích cái màu nào thì lựa chọn thôi. Ok, cái thứ hai á, đó là độ bền của năm nay đã được nâng cấp lên rất là nhiều. Các bạn cứ tưởng tượng một điều nhé, nó vừa là máy gập thì cái yếu tố độ bền ở cái phần màn hình này được quan tâm đến hàng đầu. Gập mở các thứ phải gọi là bét tay là nhè. Và khi các bạn gập mở những chiếc Galaxy Z Fold 4, những chiếc Galaxy Z Flip 4 thì cái phần cơ gập ạ, nó sẽ là một trong những cái vô cùng quan trọng và các bạn phải cầm trên tay. Các bạn mới hiểu là Samsung năm nay đã làm tốt cái phần bản lề gập này nhiều đến mức độ là như thế nào. Rồi Galaxy Z Flip 4 này, cái phần bản lề này các bạn nhìn, mình thích để ở cái vị trí như thế nào thì để. Không có một chút xíu nào nó khó khăn hay không có một chút xíu nào nó cảm thấy được cái phần bản lề này nó không có cái phần lực để mà nó giữ cho nó chắc chắn cả. Mọi thứ đều quá ok luôn. Khung viền thì vẫn là nhôm Armor Aluminium cực bền. Cái màn hình của chúng ta thì vẫn là Ultra Thin Glass cực xịn. Nó là một cái máy gập, nhưng đây là cái dòng máy gập duy nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại có luôn cái tiêu chuẩn kháng nước IPX8. Nước bắn vào thoải mái, thậm chí là ngâm nước một khoảng ngắn thoải mái. Vậy nên nếu như các bạn sử dụng trong những môi trường độ ẩm cao, ví dụ các bạn sử dụng trong nhà tắm, các bạn sử dụng ở những nơi có sương mù dày đặc các thứ, thì cũng không bao giờ các bạn phải lo về độ bền của những chiếc điện thoại này, bởi vì nó cực kỳ xịn luôn. Mà đấy là còn chưa kể đến cái vụ mà Samsung còn đang tặng luôn cả Samsung Care Plus, nó bảo hành luôn cả rơi vỡ này, an tâm hơn cực kỳ nhiều luôn. Các bạn cứ tưởng tượng nếu như cái màn hình của chúng ta mà hỏng bị rơi vỡ, bây giờ chúng ta được thay luôn một cái màn hình khác free, nghe hấp dẫn không? Đấy, chương trình này thì đang được áp dụng khi mà các bạn đặt hàng sớm Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Flip 4 tại Việt Nam ấy. Thế nên là nhanh tay click vào cái đường link phía bên dưới để cập nhật cho nó chi tiết hơn về cái chương trình này nhá. Ngoài ra, những cái tính năng ở phía bên trong á, thì đây mới là cái thứ quan trọng nhất, bởi vì nó tạo nên cái sự khác biệt so sánh với bất cứ một mẫu mã smartphone nào các bạn đang thấy trên thị trường. Đây, các bạn cứ nhìn sang con Galaxy Z Flip 4 này, chúng ta có camera selfie ở đây, chúng ta có camera chính ở đây. Bây giờ cho mình hỏi, nếu như các bạn muốn tự quay video, các bạn phải làm gì? Gắn tripod, kiếm một thứ gì đó để mà kê cái điện thoại lên để chúng ta tạo một cái góc và quay video. Nhưng với Galaxy Z Flip 4, gần như là nó được tái định nghĩa lại về flex cam. Các bạn có thể nâng nó lên một góc, sau đó chúng ta tự quay một cái video vlog và chia sẻ nhanh như thế này, mọi thứ đều tuyệt vời luôn. Góc quay rất đẹp, thu lại cái phần mặt hình nó vừa phải, và quan trọng hơn cả là các bạn có thể điều chỉnh cái phần góc lên xuống một cách rất là dễ dàng trong quá trình các bạn quay như thế nào, mà nó là vô cùng mượt mà luôn. Đấy là còn chưa kể nha, khi mà mình tự quay như này, mình nhìn trực tiếp vào cái camera thì chúng ta sẽ có một cái góc mắt nó đẹp hơn rất là nhiều. Đương nhiên với cái góc từ dưới này lên như thế này này thì không phải là bạn nào cũng thích sợ nặng, không sao cả. Các bạn có thể cầm trên tay như thế này rất đáng yêu, hay thậm chí các bạn có thể đặt lên một cái mặt phẳng gì đó, đặt thêm một vài cuốn sách gì đó chẳng hạn, nó cực kỳ tiện lợi luôn. Hay chưa? Đấy, mà camera selfie này
và có thể quay được 4K 60fps với một chất lượng cực tốt. Các bạn nhìn màu da này, màu môi này, màu áo này, màu micro này. Thế nhưng mà nhiều bạn lại nói quay bằng camera selfie như thế thì nó vẫn hơi lấn cấn, quay bằng camera sau nó mới đẹp cơ, nó mới xịn cơ. Thế thì đây, lật ngược lại, dùng cái màn hình ở ngoài để preview được cái góc mặt của mình như thế nào. Và các bạn có thể thấy là mình vẫn có thể quay video tương tác với cả cái camera này một cách rất là bình thường. Và mình cũng có thể căn được cái góc một chút xíu, quay lại video một chất lượng cực kỳ ngon. Và lúc này là quay bằng cái camera 12 megapixel được nâng cấp rất nhiều của Galaxy Z Flip 4. Thì các bạn thấy chất lượng nó như thế nào? Thậm chí muốn góc rộng hơn, có luôn ống kính camera góc siêu rộng. Tiện chưa? Ngon chưa? Ống kính camera góc siêu rộng của Galaxy Z Flip 4 vẫn mang lại một chất lượng cực tốt. Và các bạn có thể thấy cái góc quay nó rộng như thế nào và nó có thể lấy được nhiều chi tiết như thế nào. Và bây giờ cho mình hỏi các bạn, trên thế giới có được mấy chiếc điện thoại làm được như thế này? Nhưng mà đấy vẫn chưa phải là tất cả của dòng Z đâu các bạn. Năm nay cái mà mình thích nhất trên con Galaxy Z Fold 4 này này, đó là cái sự mượt mà của nó, sự ổn định của nó với Snapdragon 8 cộng Gen 1, 8 Plus Gen 1 đấy các bạn. 12GB sẵn có và 256GB trong phiên bản thấp nhất, tối đa lên tới 1TB. Các bạn lưu trữ là thoải mái luôn. Và phải chia sẻ thật lòng với các bạn, đã lâu lắm rồi mình mới thấy có một con Android được tùy biến sâu với rất nhiều tính năng thông minh phía bên trong mà nó mượt mà như này, nó ổn định như thế này và dùng nó sướng như thế này. Trời ơi, tất cả những cái thao tác này các bạn nhìn nó bung ra bung vào, những hiệu ứng này, đó, nhìn sướng mắt đâu, nhìn thích không? Trời ơi, đây cái hiệu ứng này đấy, các bạn nhìn nó thu nó gọn lại này, ui quá đẹp luôn các bạn. Đây là cái sự thay đổi quá tuyệt vời mà Samsung đã làm trên chiếc Galaxy Z Fold 4 này. Nhưng mà mượt thôi là chưa đủ đâu các bạn. Với một cái màn hình lớn, cái điều quan trọng nhất mà nhiều người quan tâm đó là cái sự tối ưu. Thì đây, các bạn nhìn cái phần giao diện của Facebook này, đây là tối ưu lại để mà chúng ta có thể điều khiển ở góc bên này. Đó, ví dụ giao diện của TikTok này. Đấy. Chúng ta cũng chuyển hết sang một bên như thế này. Thậm chí vào comment nó cũng nhảy sang một góc bên ở đây. Quá đỉnh luôn. Tối ưu phần mềm cho màn hình lớn nó phải như thế này các bạn ạ. Hay truy cập vào một ứng dụng nào đó, nguyên một hàng phía bên dưới. Lúc này các bạn thích, chúng ta có thể chạy đa nhiệm. Và thậm chí trong cái lúc này này, các bạn thấy không? Giao diện Facebook ấy, nó đã chuyển lại theo cái kiểu dạng điện thoại truyền thống. Đó, và lúc này mình kéo ra một cái nhé, nó lại chuyển về cái giao diện dành cho Galaxy Z Fold 4 luôn. Đỉnh không? Lại bảo không đỉnh đi các người anh em. Lúc này kể cả như là TikTok, nó cũng về lại cái giao diện như bình thường. Cái sự tối ưu nó phải đỉnh như thế để cho người dùng như chúng ta này mới cảm thấy là cái điện thoại của mình có thể tận dụng được từng milimét diện tích trên cái màn hình này. Và đương nhiên với một cái màn hình lớn như thế này, chúng ta cũng có thể chạy tối đa được tới 3 ứng dụng cùng lúc. Đấy, ví dụ mình vừa lướt Facebook này, vừa lướt TikTok ở đây này. Mà ngay các bạn thấy cái TikTok nó cũng tối ưu lại cái phần giao diện này, nhìn nó cũng hay hay. Và chúng ta có thể lướt web phía bên dưới này. Tiện chưa? Hay ho chưa? Đấy, đa nhiệm nó phải đỉnh cao như thế này, nó phải tối ưu tốt cho cái màn hình lớn như thế này. Thật sự chỉ với một cái tinh chỉnh rất nhỏ ở cái phần mềm thôi, đó là Samsung tích hợp thêm một cái hàng taskbar phía bên dưới. Thì đây là những ứng dụng mà các bạn gắn ở phía bên ngoài này này, nó là những ứng dụng các bạn hay sử dụng nhất. Và các bạn cũng có thể thấy là mọi những cái thao tác nó đều mượt mà, và khi mà chúng ta muốn chuyển qua chuyển lại giữa những ứng dụng ở đây, nó cực nhanh, cực tiện luôn. Ok, và cuối cùng không thể thiếu được một cái màn hình lớn như thế này, chúng ta phải có S Pen. Mình thì đang có ở đây là chiếc S Pen Pro này. Bật nó lên và mình có thể điều khiển rất nhiều tính năng trên chiếc Galaxy Z Fold 4 này các bạn. Cái trải nghiệm tuyệt vời nhất mà mình đã có từ những thời Galaxy Z Fold 3 đó là trải nghiệm take note và trải nghiệm làm việc, viết vẽ note trên một cái màn hình lớn như thế này. Nó cực sướng luôn các bạn. Trời ơi. Mình chỉ ước một lúc nào đó Samsung có thể tích hợp được luôn cái S Pen vào cái phần thân hình cực kỳ mỏng như thế này thì nó còn tuyệt vời hơn nữa luôn. Nhưng mà cái đấy thì cứ từ từ, mình nghĩ là Samsung sẽ làm được thôi. Họ luôn sáng tạo, họ luôn thay đổi từng ngày mà các bạn. Vậy các bạn nghĩ sao về bộ đôi này của chúng ta, Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Flip 4? Những cái thay đổi của nó, những cái nâng cấp của nó, các bạn thấy sao? Comment nhé. Cá nhân mình thì đang khá là hào hứng với Galaxy Z Fold 4 và mình cũng sẽ làm những video đánh giá chi tiết hơn về nó sau một khoảng thời gian dài nữa khi mình sử dụng nó nhiều hơn. Ok, chứ bây giờ thì đang thực sự là cực kỳ mê cái vụ mà
áp được tối ưu cho cái màn hình lớn hơn này. Đa nhiệm thì cực kỳ ba cháy bọ chét, lại còn thêm cái vụ mà kháng nước gập mở gọi là bét tươi nhè, dùng phải gọi là thoải mái, cũng không phải lo máy nó bị hỏng nữa luôn các bạn ạ. Quá xịn luôn. Mà những cái này á thì rõ ràng là Samsung đang dẫn đầu và làm quá tốt tính ở thị trường Việt Nam nói riêng và thậm chí là cả thị trường global nói chung luôn. Còn video này mình sẽ ngừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.